Thank you.
đi con. Còn một quả nữa. Một quả to to. Còn một quả nữa. Đây. Leo chắc đâu thì rồi quát. Không có thứ đâu. Cần nhất. Bú bự.
đéo kịp rồi, thằng này sao kịp rồi, nó phải như này. Không. Đấy cho chúng một quả mà thôi. Lấy một quả, hai quả đây. Còn con đây. Còn một quả nữa. Hết rồi à? Vâng, hết rồi. Bao nhiêu tiền đây? 10.000. Tiền quả này chắc ngon đấy. 10.000 hơi đắt đấy. Quả 8.000 nha. Hết rồi nhé. Qua mình đến trường. Lần sau qua mua hộ nhá. Mai mang về bán nhá. Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
เกือบตายแล้วเดี๋ยวนอนค่ะเดี๋ยวนอนคุณต่างคุกอ่ะตอนนี้หย่าเนาะนี่ไปจอยแย่ๆเลยนี่เชื่อพวกเรานอนหมดกี่อย่างอ่ะ tổng cú hèm mía mình chia để hèm mía nó nhận đi cái như ruộng lúc nhà mía ông bùa chạy về nhà can bùa ruộng đang tầm cú tại ấy hiểu muốn chót bì mẹ mày nghe mày nè nghe mày nghe được cái gì không trời con ăn không hiện nay cái tòng cú tới ta ni ta á nhé ruộng á ruộng à ruộng can chua à ruộng can chua hang tòng cú tại ấy hiểm buồn ruộng đó đi mình gọi mẹ đi về đi buồn đi nhá ruộng á ruộng mà tàng tòng cú ni tài tháo á mua cái con ruộng xếp to mới cú nhá ruộng á ruộng can chua nhá ruộng á ruộng hang ruộng can chua hang ruộng này ruộng can chua ruộng ruộng này ruộng em mua lá ta đó ruộng can chua ruộng đó ruộng can chua ha em mua lá ta đó ruộng này ruộng này ruộng này ruộng ruộng can chua ha tàu cú như tài tháo á đó nhé ruộng can chua ha nhé ruộng can chua ha cú ruộng ta tàu cú ta ấy cùng chua mi á ตอกหัวรวนมิงมากันตอกหัวรวนมิงรวนอ่ะมันกัดแตงเกียร์เนี่ยแปะอยู่นั่นเนี่ยรวนกันยูห้างไม่แต่ตาตองกูนี่ตาอืมตองกูจะได้หัววะเนี่ยรวนกันยูห้าง
con dạ, theo cô đó. Về đi nhá. Không. Ở đây tí bà về bà. Bố con mẹ. Đi về đi con. Con không bắt kia về nhá. Đi ạ. Bác sĩ ơi, bác sĩ đến giúp em á. Sao đấy, sao đấy em ơi, em ơi, vào hộ chị đi. Sao đây, sao đấy, vô em làm sao đấy. Chị ơi, chị ơi, nhớ tên chị ơi, chị ơi, vợ em là bị mất trí nhớ, là em muốn đưa về khám nhà vợ không cho, là em tác động vào cho vợ không tỉnh được. Nào nào, đưa chị ấy vào đi, đưa cho đi nhanh đi. Hỗ trợ nhau. Tình hình của chị là như này nhá, bây giờ chị bị như thế là chưa được về đâu.
chúng tôi còn phải xử lý, chắc phải ngày mai thì anh mới vào thăm được. Cái chưa được không bác sĩ? Cái này cứ để chúng tôi theo dõi đã, bây giờ chưa thể nói trước được nhá. Anh với cháu cứ yên tâm đi về nhá. Thank you.